Cái miếng bánh miếng kẹo nào chưa? Có cho chưa? Chưa có. Tại vì sao? Họ muốn là gì? Họ muốn là nhân hóa lên một cái vấn đề, cái vấn đề của họ. Tại vì họ là ai không dám đụng tới ngài Minh Tuệ để chị đụng cho. Tại vì chị là đồng bọn với một bên giáo hội Phật giáo, để cùng chị, để mượn cái danh tiếng của chị lên để đánh ngài Thích Minh Tuệ. Mượn cái danh của chị lên, tại vì chị là người ảnh hưởng của xã hội, thì giáo hội Phật giáo đó cùng chị, cùng nhau hợp tác, chị đánh luôn ngài Thích Minh Tuệ. Tôi chấp chị đánh đó. Tôi nói thẳng với chị, tôi chấp chị đánh. Xin lỗi chị à, chị không có cửa để đánh đâu. Chị không có cửa để đánh, tại vì chị là một phàm phu tục tử, còn ngài Minh Tuệ chỉ là một bậc thánh nhân rồi. Thì những người ủng hộ, có ai cho cái người mà ủng hộ chị một cái miếng bánh miếng kẹo nào chưa? Có cho chưa? Chưa có. Tại vì sao? Họ muốn là gì? Họ muốn là nhân hóa lên một cái vấn đề, cái vấn đề của họ. Tại vì họ là ai không dám đụng tới ngài Minh Tuệ để chị đụng cho. Tại vì chị là đồng bọn với một bên giáo hội Phật giáo, để cùng chị, để mượn cái danh tiếng của chị lên để đánh ngài Thích Minh Tuệ. Mượn cái danh của chị lên, tại vì chị là người ảnh hưởng của xã hội, thì giáo hội Phật giáo đó cùng chị, cùng nhau hợp tác, chị đánh luôn ngài Thích Minh Tuệ. Tôi chấp chị đánh đó. Tôi nói thẳng với chị, tôi chấp chị đánh. Xin lỗi chị à, chị không có cửa để đánh đâu. Chị không có cửa để đánh, tại vì chị là một phàm phu tục tử, còn ngài Minh Tuệ chỉ là một bậc thánh nhân rồi. Thì thánh nhân thì không bao giờ đấu với phàm phu tục tử, với những người không ai đụng tới chị mới dám. Giống như cái kiểu ca sĩ, nghệ sĩ, chị vừa lựa với những người đó. Cái nào chị làm đúng, tôi tán thán chị. Cái nào làm sai, tôi sẵn sàng lên tôi phản biện lại với chị. Với một cái lý trí rõ ràng, nói bằng cái tình tiết, cái nào đúng, cái nào sai. Đi ra từ về quên qua nữa. Quên qua một cái lối của chị, quên qua cái lối của chị sống với cái kiểu đó. Nghĩ là mẹ thiên hạ, chị có 1.000 tỷ, chị có 1 tỷ tỷ đi chăng nữa, nhưng mà đối với chị, tôi không phục chị, nhưng mà tôi phục ngài Minh Tuệ. Chị có bao nhiêu tiền, cả một cái thế giới này của chị cũng được, nhưng đối với cá nhân của Thoại Nhân, tôi không phục chị, nhưng mà luôn luôn tôi phục ngài Minh Tuệ. Vì ngài Minh Tuệ là người buông bỏ. Chị đây chị giàu lắm hả? Chị quá trời nhiều tiền. Chị có tiền, chị có ăn đi chăng nữa. Chị ăn cũng được. Chị ăn đó là tiền của chị. Chị giàu chị ăn. Chứ chị có đi ban rải cho tất cả, cho từng nhà không? Không có. Chị ví dụ chị giúp đỡ cho những con người nào mổ tim hay là xây cầu, cái đó là chị đánh bóng cái tên tuổi của chị thôi. Chị đánh bóng cái tên tuổi của chị thôi. Giờ tôi hỏi chị nè, chị không có sân sau của những người đó như vậy, thì lấy đâu mà chị nhiều tiền như vậy? Nếu một người mà làm bình thường, làm đàng hoàng, làm chân chất, làm ăn thật thà, thì không có nhiều tiền hả? Tỷ triệu triệu tỷ đâu. Cảm ơn em có những lời lẽ chân tình để vạch mặt những kẻ. Đó là ngày hôm nay là cái nồi cơm của ngài để vá vào đầu của cái cô CEO này rồi, quý vị ơi, để vá vào đầu đó. Con này rảnh, rảnh chứ, nhờ rảnh như vậy lên mới đối phó được. Hiểu không? Còn ở đây á, chị có giàu, có hơn tiền ai mà 100.000 tỷ cũng kệ chị. Kệ chị. Không đâu ai nói sao nói chị đâu. Bởi vậy chị không nghe mấy thầy giảng rồi. Đúng không? Không nghe lời thầy giảng rồi. Mình là ai? Mình là người như thế nào? Đó, mình không được quyền phạm với tăng. Tôi từng nói với vị, đối với tiểu nhân, tiểu tăng, tức là gọi là tăng mà gọi là tăng bẩn, tăng dơ thì tôi phạm. Còn nếu mà tăng chánh pháp, tôi nói thật quý vị, tôi không dám nói đụng tới ngài Minh Tuệ. Tại vì một cái điều, tôi chỉ là dùng những cái từ là tán thán mãi mãi mà thôi. Tôi không dám đụng, tại vì ngài ấy luôn luôn cho con người chúng ta vào trong cái niềm tin để buông bỏ. Tại vì tôi nghĩ rằng con người chúng ta buông bỏ, chúng ta nghĩ về vô thường. Tại vì cái miệng chị nói vô thường, tôi đố quý vị vô thường nó là cái gì? Không ai biết cái từ vô thường nó là gì. Vô thường là không. Vô là đi với cái từ không. Không là tất cả
mọi thứ nó đều không hết cả. Chị hiểu cái từ vô thường mà lúc nào chị cũng nghĩ chị có hết trơn á, làm sao được, hiểu không? À, anh em để lóc cái thằng này nó ra, nó vô nó đưa cái số điện thoại như thế này thì bị supply của em đó cả nhà ơi. Hồng Hoàng ơi, nó vô nó bấm số vậy là em bị supply đó cả nhà, gõ vào cái màn hình cho em. Mà cô nhắc tới tên thầy thôi, chưa nói gì mà chúng bay. Ở đây nó nghe nè, chỉ nhắc là cái đời tự, tại vì nó nhắc thôi, nó nhắc để nó làm gì? Để nó dò cái dư luận. Quý vị tin nha, tin em nha, bắt đầu nó dò dư luận nó như thế nào. Bắt đầu nó dò mà nếu dư luận không chặn nó thì bắt đầu nó sẽ xúc phạm tiếp tục. Ở đó là cảm thấy là cái bọn của chúng em phải cảm ơn chị. Nếu mà chị của chúng em nhắc cái vậy thì chị lên chặn ngay liền. Chứ để mà xúc phạm rồi đó, là chị của em sẽ đuống xuống đó, cái rớt xuống cái vực thẳm đó cho em biết vậy đó. Đó là em phải cảm ơn chị chứ, hiểu không? Ở đây tụi bay là ai? Ở đây không có tụi bay, ở đây không có tụi. Cái con người sống á, nó phải có cái, đừng có, người ta biết chửi hết. Đối với thợ nhân biết chửi hết. Ai chửi sao thợ nhân chửi được hết đó quý vị. Cảm ơn anh. Tôi biết chửi hết, tôi biết chửi, tôi biết sỉ nhục, tôi biết chà đạp người ta, tôi biết hết. Nhưng mà những cái lời lẽ đó, nó không mang đến cho chúng ta được hạnh phúc. Tôi chửi được chứ, nhưng mà tôi chửi đến những người để tôi đáng chửi thì tôi chửi, hiểu không? Chứ đừng anh ở đây mày tao, tôi nói được từ đó hết. Nói nó vô thường, vô Phật. Người phàm phu sao hiểu được. Đúng rồi, đâu có hiểu được thánh nhân. Họ không hiểu được thánh nhân mà họ cho rằng họ là bậc thánh nhân. Cảm ơn tất cả quý anh chị rất là nhiều. Rồi bây giờ tới ngày hôm nay, bây giờ quý vị nghĩ đi, xem bà ta ra tù được bao lâu. Bà được ra tù được bao lâu? Hễ cái bà CEO kia, bà ra được bao lâu? Bà có tìm hiểu gì ngài Thích Minh Tuệ hay chưa? Bà chưa tìm hiểu. Bà chưa tìm hiểu thì bắt đầu bà dồn vô, bà tính nói vỏ cái mỏ, bà tính nói để họ thăm dò dư luận. Coi dư luận coi ở đây người ta binh như thế nào. Tôi đứng lên đỉnh cao, nếu tôi nói như vậy, cái đỉnh cao của bà là gì? Bà đang ngáo quyền đó. Quý vị nghĩ không? Rõ ràng là câu nói của cái cô CEO này là cổ nói là cổ đứng lên đỉnh cao. Quý vị có thấy cái chị này đứng ở đỉnh cao hả? Ở đâu quý vị? Đang đứng ở đỉnh cao hả? Dưới tỉnh thấp. Đỉnh cao của chị là ở đâu quý vị? Đỉnh cao chắc có cỡ trên đầu Hoàng Yên à, nha. Thà rằng khóa đục ngàn sông, khuấy đục. Em giải thích quá chuẩn. Cảm ơn. Đó bây giờ em hỏi quý vị nè, bây giờ cái đỉnh cao của chị là chị đứng ở đâu? Chị đứng trên đầu thằng Hoàng Yên hả? Là cái đỉnh cao của chị đúng không? Đúng không? Bây giờ tất cả yêu cầu mở miệng nói tới đó thôi là người ta muốn quay xe hết rồi. Chứ còn nói nhiều nữa là không có người nào đó. Đại Nam đó, chỉ muốn về chỉ khuấy động cái phong trào lên cho Đại Nam nổi trội lên. Để cho làm gì không? Nổi trội lên để cho tất cả những người biết tới chị, cho Đại Nam thu hút cái số lượng khách đông để quay trở về Đại Nam của chị này. Tại vì trong những ngày qua này, nói cho những cái khu du lịch, bây giờ nói thật với quý vị nha, mình không phải nói thật, những tất cả những cái khu du lịch bây giờ là không có còn hoạt động như xưa nữa đâu. Thứ nhất là tất cả những người khách hành hương và những người khách đi chơi đồ này kia đó, bây giờ họ hạn chế về vấn đề đi chơi lắm. Họ tiết kiệm về tiền bạc ngân sách lắm, họ tiết kiệm lắm để những cái ngày Tết sắp tới nè. Mà cái ngày Tết này chị muốn cái Đại Nam của chị á để quay trở lại, sống động trở lại, thì cái điều thứ nhất á, tôi không ép chị phải tán thán ngài Thích Minh Tuệ, tôi không ép, nhưng mà tôi muốn chị phải nói trên cái công tâm, cái sự thật. Chứ nếu mà chị nói này thì tôi nghĩ là có một người nào đó ở sau lưng chị để muốn cho chị làm việc này, để làm gì? Để làm gì chị biết không? Để chị ảnh hưởng tất cả số đông để chửi lại ngài Thích Minh Tuệ. Một người chửi ngài Thích Minh Tuệ là chị mang một cái nghiệp, mà hàng triệu người chửi ngài Thích Minh Tuệ thì hàng triệu cái nghiệp đó để đưa qua chị. Tại vì chị là người suối quẩy, chị là người chủ động và chị là người dẫn dắt tất cả những người ái mộ của chị mà để chửi ngài Thích Minh Tuệ. Thì như vậy đó, thì chị nghĩ mỗi một người chửi là cái nghiệp của chị tạo ra bao nhiêu. Đó là gọi gì? Cái đó là gọi là nhân quả của chị gây ra đó. Cái trước mắt của chị là nhân quả chị gây cho thằng Võ Hoàng Yên, và thằng Võ Hoàng Yên nó trở lại nó gây lại cho chị. Ngày hôm nay chị gây ngược lại với thầy chị, trong khi thầy là người không liên quan, không dính dáng, không đụng chạm gì tới một cá nhân nào ở một xã hội này hết. Thậm chí cả tôi thầy cũng không đụng tới, không ai đụng hết. Thầy chỉ muốn đi tu thôi, ai cho không cho thôi đi xin chỗ khác. Thầy không làm gì trơn á. Yêu ghét thì 20 tháng 12 còn một, có gì đâu chị.
người ta đa số ủng hộ thầy, nhưng vì người theo thầy, đúng rồi, những người họ theo thầy, cho nên là cái điệu bộ, cái giọng điệu của chị nói như vậy là chị đang xem thường luật pháp Việt Nam. Tại sao? Vì tất cả luật pháp Việt Nam và tất cả an ninh của đất nước Việt Nam họ cũng cùng nhau để đi bảo vệ Ngài Thích Minh Tuệ. Còn chị đang chống đối lại đất nước Việt Nam là gì? Luôn luôn cái miệng chị nói chị yêu nước, chị yêu nước cỡ Thích Chân Quang vậy đó. Cỡ yêu nước cỡ đó, chị yêu nước, chị có trách nhiệm, chị yêu nước, chị giúp đỡ cho người dân. Chị nghĩ chị đang giúp đỡ cho người dân là vậy, là đất nước Việt Nam này có mình chị giúp đỡ à? Còn tất cả mặt trận tổ quốc nè, còn tất cả một cái đội ngũ của tất cả những cái người mà có quyền lực ở đất nước Việt Nam này không có làm được như chị hả? Chị đang xem thường đất nước, chị đang sống trên đất nước Việt Nam, nhưng chị không thượng tôn pháp luật. Nếu chị thượng tôn pháp luật thì chị không bao giờ chị chạm tới thầy Thích Minh Tuệ. Tại vì tôi không yêu nước, nhưng tôi thượng tôn pháp luật. Tại vì pháp luật Việt Nam tôi không bao giờ tôi đứng trên đầu của luật pháp. Còn chị là người như thế nào? Chị biết luật, chị biết hết, nhưng mà chị là người luôn luôn muốn vi phạm. Tại vì cái cách của chị đang bài giải như vậy là chị xem thường luật pháp Việt Nam rồi. Tại vì có một cái số người nè, an ninh đồ nè, người ta ra, người ta bảo vệ Ngài Thích Minh Tuệ, người ta bảo vệ rất là nhiều. Nhưng mà đối với chị là chị nghĩ là những an ninh đó là nó không liên quan, là tu đúng hay tu sai. Xin thưa quý vị, cái trước mắt tôi đúng sai hay là tôi có chùa là tôi thấy đi tu buông bỏ là tôi thấy tôi kết rồi. Tôi kết rồi. Còn chị tu sao? Tu cỡ Võ Hoàng Yên là được phải không? Cô tu cả nổi tiếng cả thế giới, nhưng Võ Hoàng Yên mặc đồ đẹp trai. Còn cỡ như chị trọng vọng, trời ơi, bà này bà kia đi xe sang xe xịn, hột xoàn đeo cả hàng ngàn tỷ mà. Ở đất nước Việt Nam chỉ có chị là người đeo hột xoàn đầu tiên đó. Chị là cái hộp đó là hộp xoàn đầu tiên đó. Nhưng mà đất nước Việt Nam này nói về cái độ mê trai chị cũng đứng đầu, mà không có một cái người phụ nữ này dám cầm tiền cho trai 183 tỷ. Đất nước Việt Nam này chị cũng là người đứng đầu tiên luôn, chứ không có ai chơi nữa. Nói thiệt với chị vậy đó. Đó, chị là người đầu tiên cho trai tiền nhiều nhất ở đất nước Việt Nam, 183 tỷ cho một lần. Đó, thật sự đó, chỉ có một mình chị làm được thôi, chứ không ai dám làm được hết trơn á. Còn chị đứng lên đầu luật pháp mà mở miệng ra cái chị nói chị yêu nước, chị bỏ ra cái số tiền đưa mặt trận tổ quốc 700-800 tỷ đó, là chị nghĩ là chị là có quyền hành. Cái quyền hành ở đất nước Việt Nam này là có người đứng, không ai đứng trên đầu họ hết. Chị không phải là chị bỏ tiền ra là chị là người có quyền ở đất nước này, chị hiểu không? Mà đất nước này là tất cả, toàn bộ tất cả người dân và muôn loài chúng sanh là người có quyền hạng nhất ở đất nước này. Chị chỉ là một con số lẻ thôi. Chị sống mỗi một ngày, chị đóng thuế cho nhà nước bao nhiêu thì chúng tôi cũng đóng bao nhiêu. Tôi với chị là cùng nhau thôi. Còn chị có dư tiền á, thì chị bỏ tiền ra, chị làm từ bi, từ thiện, chị cho mặt trận quốc, chị lấy tên, lấy tuổi, chị mô phỏng cái tên tuổi, chị đưa lên là chị là người CEO, CL. Cái đó là chuyện của chị. Tại vì chị có tiền mà, còn tôi không có tiền. Hễ mà trên đầu ngư, chị đóng thế bao nhiêu là tôi đóng thế bao nhiêu, cho nên tôi với chị là người ngang bằng, không ai giàu không ai nghèo hết cả. Mày chuẩn bị 7,5 triệu. Ôi trời ơi, nè, quý vị ơi, có ai phạt em 7,5 triệu không? Ủa 7,5 triệu chuyện gì vậy? Là chửi chị chơi hù cha, làm tôi sợ đó. Nãy giờ chứ không yêu mà đáp lại trước của bả thì sẽ bị đó. Bây giờ quý vị thấy một cái đất nước Việt Nam, người phụ nữ đầu tiên cho trai 183 tỷ, người phụ nữ đầu tiên thôi mà cho mà không đáp lại tình yêu thì bắt đầu cuồn cuộn lên. Chỉ có lần đầu tiên thôi quý vị ơi, nó quên rằng nó chưa được xóa. Đúng rồi, nó vẫn còn án tích, tức là cái chị CEO này chỉ còn cái án tích nha quý vị, chưa xóa án tích trong vòng từ 3 tháng tới 6 tháng. Thì bây giờ ai là người đứng sau lưng đi dãy dỗ để lên hả? Đúng không? Không có người nào làm được điều đó. Cô Hằng bất không chịu phát nào. Ôi trời, không chịu phát nào luôn hả? Yên tâm đi, nó nghe nè, không phải là làm thần thánh hóa, không chịu phát nào là không chịu phát nào sao? Quất ai? Quất cái gì không chịu phát nào? Giỏi gì đó hả? Chu cha, quất cái gì cũng chịu, nhưng mà tự nhiên quất Hoàng Yên không dính. Tại sao quất Hoàng Yên mà nó chượt đây nè? Tôi tức đây nè. Quất không chịu phát nào mà quất sao mà chưa cần Võ Hoàng Yên mới ghê chứ. Quý vị thấy không? Bả ra tù mà vẫn còn tiếp loạn xã hội đó. Đây là bả vẫn còn chưa xóa án tích. Tại vì cái án tích nó còn từ 3 tháng tới 6 tháng. Nếu mà bà vẫn cuồn cuộn lên như vậy thì trong tương lai bà sẽ quay trở về. Bà sẽ quay trở về An Phước nữa. An Phước HT30 cả nhà. Đúng không? Phượng viết sai chính tả kìa. Không trượt phát nào mà vô tù. Ừ, trời ơi, quốc không trượt phát nào trơn mà trượt trên đầu Võ Hoàng Yên. Không có làm cái con cờ gì Võ Hoàng Yên được hết trơn.
ngon giỏi. Đụng tới Võ Hoàng Yên đi, tại vì đụng tới những người nào, những người người ta không muốn lên tiếng không mà. Còn những cái thằng nó muốn lên tiếng thì không dám đụng tới, mà thua người ta cái đi tới nơi đó. Ừ. Hả? Ở đây nó kỳ lắm. Đúng có quất được Hằng Yên đâu đó. Trời ơi, chị lên tuyên bố. Tôi mà tôi nói thiệt, có nghe tôi không quất trực cái phát nào hết trơn. Xin thưa. Trời ơi, quất làm sao mà không trượt phát nào, mà trượt ngay Hoàng Yên luôn, trượt tuốt luôn. Chứ này muốn lấy cái điểm của thầy Minh Tuệ nè, thấy ngài Minh Tuệ là người nổi tiếng cả thế giới nè. Muốn làm gì quý vị biết không? Muốn bú trend. Muốn bú trend ngài Thích Minh Tuệ. Chị ơi, chị là phàm phu tục tử, chị bú trend nó còn lâu lắm, chị không có bú được đâu. Cái đó để kiếm Võ Hoàng Yên bú đi nha. Chứ thầy không bú được. Không bú được thầy, không bú trend được thầy nha. Sự phát biểu của bà Thích Minh Tuệ thì mình tin 80% quay xe, 20% khủng hoảng. Đâu, quay xe không phải là 20% đâu. 99,9% là quay xe, chỉ còn một số IT fan vẫn còn thôi. Cười chết á. Đó, quý vị thấy không? Trời ơi, chị Hằng của tao sẽ về rồi, mấy thằng bay biết chị Hằng của tao về tới này. Cái này họ thăm dò cái dư luận, coi thử coi cái sự ảnh hưởng của ngài Minh Tuệ nó khủng khiếp tới cỡ nào. Cho nên bà ta mới nói, bà ta không biết, bà ta nói là bây giờ 50% lại chống đối ngài Minh Tuệ, 50% người đồng tình và 50, ở đâu ra 50, làm như bả vậy đó. Bả là cũng không có bao giờ 50% để ủng hộ bả đâu. Chỉ có một số người nào đó thôi. Những người họ vào Đại Nam đó, họ đó không có tiền, bây giờ ghét họ cũng đi được, mà đâu phải là yêu bả thích bả mà đi đâu. Cũng đâu làm gì được Thủy Tiên đó, làm gì được. Trời ơi, tôi phải Phương Hằng này nói không được phát nào. Tôi nói thiệt cái chị nha, tôi nói thật, tôi không biết chị ăn tương với mỡ miết à. Bỏ cái món đó đi chị, bỏ món ăn tương với mỡ nha. Toàn chị mơ chị tưởng không, chị ăn với chao đi, xi ba chao đi, chị ăn tương với chao với cá cũng được, chứ đừng ăn cơm ăn tương với mỡ nữa nha. Quất không trượt khoát nào, khoái cuồn cuộn đó. Đó, chị luôn luôn chị lên chị thao túng tâm lý. Tôi không ghét chị, tôi phản biện chị, không đồng nghĩa tôi không ưa chị. Nhưng mà cái nào chị nói đúng tôi tiếp nhận và tôi công nhận, tôi tán thán chị. Còn rõ ràng là cái sai của chị sờ sờ là tôi không thể nào mà tôi phải theo chị được. Tôi nói thật, tại vì trong cái cuộc sống này nó đúng là nó đúng, nó sai là nó sai. Tôi không phải cổ xí cho chị những hành vi đó. Chị hiểu ý em nói không? Em không... Em đẹp không quý vị? Dạ quý vị ơi, bây giờ bữa nay nghe, em đẹp không quý vị? Em á, có nhiều bạn á, mày xấu hơn chị Hằng tao, mày thua mày tức. Ừ, cũng được nữa, sao cũng được, muốn cho tôi sao cũng được, chuyện nó bình thường mà. Kệ, xấu thua gì cũng được hết trơn. Tôi xác định từ đâu rồi, từ đâu rồi. Tôi thua chị của tất cả các cô chú chị, tôi thua nhiều lắm, thua rất là thua. Bà Hằng được đến Trương Minh Tuệ xem như một là một chấm hết đó. Cho nên cái nồi cơm của ngài, tôi phải nói là nhiều khi ngẫm nghĩ đó quý vị, cái nồi cơm của ngài đã quá hiển linh, đã quá linh nghiệm. Hết sự thật, đúng như bà nói thì chỉ có nịnh bà thì thôi. Đúng rồi, không trượt phát nào hết đó quý vị. Quý vị thấy không, thợ nhân nè chưa dám nói những cái điều đó, thợ nhân không trượt phát nào. Quý vị thấy đi, không phải là để tự quý vị đánh giá, chứ mình không có phải là tự phóng to mình lên. Cái hình ảnh của mình đừng bao giờ phóng to mình lên quá, để cho tất cả mọi người họ phóng, họ nhìn, họ vẽ, họ phóng. Mình không phóng được mình, bản thân của mình không nhìn được mình, nhưng mà thiên hạ nhìn được mình. Thiên hạ họ nhìn được mình, chứ đừng bình nhận có nghĩ mình ngáo quyền người ta nhìn mình được. Không có đâu nha. Nói chung là ai cũng có nghiệp cả. Ai cũng có nghiệp là sao? Sao tôi dùng cái nghiệp này tôi thấy tôi mệt ghê. Bà ta là cái gì không bỏ được bản mãn ngã? Đâu có là cái gì đâu. Tại vì cái án tích bà ta còn không? Tôi đố bà ta lên dám chửi luôn. Tôi thách bà ta chửi ngài Minh Tuệ đó. Tôi thách không phải là đồng nghĩa với tôi kiếm chuyện sân si với bà đâu. Tôi thách tôi không sân si với bà thì cả thế giới này sẽ sân si với bà. Nếu tôi không nói điều này thì những người họ yêu ngài Minh Tuệ, họ quý ngài Minh Tuệ thì họ cũng lên tiếng thôi. Nếu không có tôi thì cũng có người khác, đúng không? Chứ không phải là một mình tôi sân si với bà ta đâu. Có rất nhiều người họ sân si. Thua thầy là an lành. Đúng rồi, thầy chưa bao giờ thầy xưng thầy với ai cả. Thầy chưa bao giờ thầy xưng thầy với ai.
đúng không? Thầy sẽ bây giờ trưng bày chính mà chính mà nhập. Đã khi đã quay xe rồi thì quý vị nghĩ đi. Chị, tại vì những cái gì khi họ nói đúng trong thời điểm đó thì họ dừng lại, thì họ sẽ còn có. Tại vì cái sự, trong cái sự ngáo nguyện của tất cả những người, mình đâu có biết được là những người ở dưới người ta tung hô mình là những người đó là những nhân vật nào. Chị ta cho rằng là những cái bọn phản động để kêu bả làm này. Tại sao chị khẳng định là chị biết người ta là cái bọn phản động? Đó là những cái thứ quy chụp vô căn cứ, nó không có quy chụp. Cái người mà người ta nói đúng á, người ta bản lĩnh lắm. Ví dụ như gì, cái nào chị đúng thì nói chị đúng, mà cái nào chị sai thì nói chị sai. Chứ cái kiểu người ta không a dua, người ta không a dua theo chị thì chị nói là người ta là người phản động. Mà ta theo chị tức là cái người đó đã từng phản đối chị, mà nghe chị nói đúng cái gì cái người ta ủng hộ chị về cái đó. Chị nói là cái bọn đó nó phản động. Tại vì sao? Cái người người ta tri thức, người ta bản lĩnh, ta nằm ở chỗ đó đó chị. Ví dụ như tôi, chị sai tôi nói chị sai, nhưng cái nào đúng tôi luôn luôn bảo vệ chị. Chứ tôi không phải a dua theo chị đâu. Trừ có những cái con người đi theo, đi bưng bít chị á, nó chờ chị đang ị ra cái cục phân á để nó ngửi á, thì cái người đó họ mới theo chị. Còn đối với tôi không. Chị bây giờ là mẹ của thiên hạ, là mẹ của ông trời, cả bà trời, tôi cũng vậy thôi.